Quý vị và các bạn thân mến, thưa với quý vị và các bạn, trong những năm gần đây thì rất nhiều quý vị và các bạn suy nghĩ tới cái việc là liệu thì sau cái khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2007-2008 thì bao giờ sẽ lại là một cái chu kỳ mới của khủng hoảng kinh tế toàn cầu mới. Thì trong cái buổi chia sẻ hôm nay thì Tự Doanh Chứng Khoán Chuyên được mạo muội có thể dự báo rằng là khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2018, năm 2019 đã bắt đầu. Và như quý vị và các bạn đã biết thì có lẽ là cái cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2019-2020 thì đã được dự báo trước, và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung có thể đã là những cái tín hiệu rất là sớm cho cái việc dự báo cái khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2019-2020. Thì thông thường thì chúng ta được biết rằng là chu kỳ kinh tế và chu kỳ khủng hoảng kinh tế nó thường kéo dài trong khoảng từ 9 tới 10 năm. Như vậy là kể từ khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu năm 2007-2008 với việc sụp đổ của rất nhiều các ngân hàng lớn trên thế giới, Lehman Brothers và một số ngân hàng trên của Mỹ, nó bắt nguồn từ cái việc là bong bóng nhà đất của thị trường Mỹ, thì sau chính xác là 10 năm, chúng ta có thể đếm 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Như vậy là 10 năm trọn vẹn thì bắt đầu bước sang năm 2019 thì những cái tín hiệu rõ nét nhất trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là những cái thị trường chứng khoán gọi là cận biên và mới nổi, được xem là những cái thị trường penny, đã có một cái đợt suy giảm rất là sâu khoảng 25%, thì bắt đầu kể từ đầu tuần trước thì các nền kinh tế phát triển, đặc biệt là Mỹ và các nước phát triển thì mới bắt đầu gọi là le lói những cái tín hiệu của khủng hoảng kinh tế, đặc biệt là trên thị trường tài chính. Tức là với thị trường Mỹ thì trong gần đây, chỉ khoảng tầm 13 phiên gần đây thì thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm với cái mức không phanh, tức là giảm từ mức 26.000 điểm, và tối phiên ngày hôm qua thì thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm tiếp thêm 600 điểm nữa, đưa thị trường về mức 22.000 điểm. Vậy thì có thể nói rằng là cái cuộc khủng hoảng này liệu là đã được dự báo trước hay không? Thì thực tế là có rất nhiều cái cuốn sách và một số cái dự báo của các nhà kinh tế học đã đưa ra cái việc chu kỳ gọi là diễn ra khủng hoảng 9 tới 10 năm, cái này nó là một cái chu kỳ theo quy luật rồi. Và cái việc mà các cái chính phủ trên các quốc gia, trên các nước trên thế giới, họ cố tình sử dụng một số các cái giải pháp, ví dụ như là hỗ trợ kinh tế, ví dụ như là thúc đẩy tăng trưởng, và có thể là chèo lái cái cuộc khủng hoảng nó đi chệch hướng đi, có thể lệch đi 9 tới 10 năm, thì thay vì là 8 hoặc 7 8 năm thì nó sẽ chệch đi 9 10 năm, hoặc có thể là 10 đến 11 năm thì nó mới xảy ra. Vậy thì để chứng minh rằng là nó đã bắt đầu thì chúng ta đi tới ba cái luận điểm chính như sau. Cái luận điểm thứ nhất đó là, thứ nhất là các thị trường mới nổi, bởi vì chúng ta sử dụng các thị trường chứng khoán làm cái nền thử biểu và cái căn cứ để trao đổi và chia sẻ để anh chị em và các bạn hiểu rõ hơn thôi, chứ còn chúng ta sẽ không đi sâu vào phân tích về nền kinh tế. Thì điểm thứ nhất đó là các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam, Pakistan và một số nước mà nền kinh tế mới gọi là mới trỗi dậy, thị trường chứng khoán cũng chỉ mới phát triển được trong khoảng từ trên dưới 20 năm. Thì trong cái năm 2018, tức là cái giai đoạn đầu của gọi là giai đoạn đầu tiên bắt đầu có những cái tín hiệu ban đầu của khủng hoảng, thì những cái nền kinh tế này bắt đầu giảm trước. Kể từ tháng 4 năm 2018 thì nền kinh tế Việt Nam mặc dù chưa có những cái dấu hiệu của tiêu cực, tuy vậy thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một cái đợt suy giảm rất là mạnh, kể từ 1.200 mà giảm xuống về 880. Đây rõ ràng là tín hiệu rất là rõ nét, thể hiện rằng là các quỹ đầu tư nước ngoài họ đã có những cái đánh giá e ngại về nền kinh tế toàn cầu. Do đó thì những cái quỹ lớn kiểu như Pinus, Tundra thì họ đã thoát vốn giai đoạn 1, mà giai đoạn 1 thì họ thoát vốn tức là chốt lời. Và cái lực chốt lời của các quỹ lớn trên thế giới đầu tư vào các thị trường mới nổi, đặc biệt nó được gọi một cái tên gọi khác đó là các quỹ đánh game. Thì các quỹ đánh game khi chốt lời thì sẽ dẫn đến cái tình trạng thị trường giảm sâu, và nó giảm tới
tới 25 tới 30%, và không chỉ riêng thị trường chứng khoán Việt Nam mà các thị trường mới nổi đều như vậy. Thì chúng ta có thể vẫn theo cái lập luận là những thị trường mới nổi là penny, còn các thị trường phát triển là blue chip. Thì khi penny suy giảm trước thì chúng ta sẽ mới chỉ nhìn thấy những dấu hiệu. Còn đến ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy được những cái việc như sau. Trước đây thì chúng tôi đã có dự báo về cái vấn đề này. Phiên tối hôm qua thì giá dầu mất 6%. Giá dầu là một trong những cái nguồn nguyên liệu chính cho thúc đẩy cho tăng trưởng kinh tế và sử dụng cho các cái hoạt động từ vận tải, sản xuất và rất nhiều các lĩnh vực khác liên quan đến tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong những năm về trước thì giá dầu giảm là do nguồn cung, do người Mỹ phát hiện ra một cái cách để tạo ra dầu, đó là dùng khai thác dầu đá phiến. Còn bây giờ thì cái việc dầu đá phiến và cái nguồn cung mới thì hoàn toàn là không có, ngoài cái khai thác dầu truyền thống và dầu đá phiến. Thì hiện tại giá dầu giảm, nguyên nhân chủ chốt đến từ cái dấu hiệu của nền kinh tế toàn cầu đang có vấn đề, và cái nhu cầu sử dụng dầu là cái nguồn nguyên liệu cơ bản tạo ra, tức là gọi là nó gọi là cái gì, cội nguồn của các cái nguồn nguyên liệu. Thì khi mà giá dầu giảm trong năm 2018 bước sang năm 2019, phiên hôm qua thì giá dầu đã giảm khoảng 6%, đưa giá dầu về mức $42 một thùng. Đây là mức thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Và nhiều khả năng thì Việt Nam sẽ khả năng trong thời gian sắp tới thôi sẽ tiếp tục giảm giá xăng thêm một nấc nữa. Thì cái giá dầu này nó cho chúng ta biết cái điều gì? Cái giá dầu mà giảm hướng về cái vùng $30 trong năm 2015-16 trong giai đoạn trước thì chúng ta sẽ thấy được rằng là kinh tế toàn cầu không còn được mạnh mẽ như trước nữa. Đó là một cái dấu hiệu rất là rõ nét, và có thể khủng hoảng sẽ bắt nguồn từ những cái sự phá sản của các công ty khai thác dầu lửa theo phương pháp truyền thống và các công ty khai thác dầu theo phương pháp đá phiến. Đó là điều luận điểm thứ nhất về mặt nguyên lý. Và để nối các cái thị trường lại với nhau thì chúng ta thấy rằng là trong dự báo trước đây của chúng tôi thì khi nền kinh tế đi vào khủng hoảng, điểm đầu tiên, cái nơi đầu tiên sẽ bùng phát đó chính là vàng. Vàng. Tại sao người ta lại tìm tới vàng? Bởi vì khi mà có dấu hiệu của khủng hoảng, tất cả các quỹ đầu tư lớn trên thế giới cũng như các nhà đầu tư, những người có tiền, họ sẽ có xu hướng khuynh hướng là sẽ mua vàng vào tích trữ. Thì cái điều này, cái dữ liệu của nền kinh tế nó đã trả về cho chúng ta là trong vòng 10 ngày gần đây nhất thì giá vàng trên thế giới đã tăng ở cái mức khoảng tầm 10 đến 12%, đưa giá vàng lên cái mốc là khoảng tầm 1.260-65 đô la Mỹ một ounce rồi. Thì chúng ta sẽ thấy giá vàng sẽ hướng về 1.300 và có thể sẽ cao hơn trong thời gian sắp tới. Tuy vậy thì cái đợt này thì chúng ta, những anh chị em và các bạn nào đã được khuyến nghị trong giai đoạn trước bán thoát cổ phiếu, không đầu tư vào các lĩnh vực khác mà mua gom vàng miếng, thì có thể xem xét bán ra vàng miếng chốt lời ở vùng khi mà giá vàng trên thế giới đạt mốc 1.300 và giá vàng trong nước thì có thể sẽ tăng khoảng tầm đâu đó 500.000 đến 1 triệu. Chúng ta có thể chốt lời với cái mức mua giá trong cái khoảng thời gian 3 tháng thì chúng ta lời được khoảng tầm từ 10 đến 12%, thì chúng ta xem xét chốt lời. Lý do chúng tôi lại nói như vậy? Cái tín hiệu của kinh tế có khủng hoảng thì giá vàng sẽ leo thang. Nhưng năm 2019, năm 2020, khủng hoảng này không còn là một cái cuộc khủng hoảng giống như những cuộc khủng hoảng trước của năm 2000 là khủng hoảng công nghệ dotcom, năm 1997 là khủng hoảng tiền tệ, năm 2008, 2009 đó là cuộc khủng hoảng nhà đất của Mỹ. Thì năm 2019, năm 2020 là khủng hoảng về suy thoái kinh tế, tức là sẽ là cuộc khủng hoảng thừa. Lý do là bởi vì tại sao có khủng hoảng thừa? Bởi vì công nghệ phát triển rất là mạnh, 4G và các cái công nghệ khác nó đẩy cái quy trình sản xuất của tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt là các nhà máy sản xuất, lên một cái tầm cao mới và không cần phải nhiều nhân lực lao động nữa, mà chủ yếu là nguồn nhân lực đến từ robot và các cái công nghệ. Do đó thì sản phẩm, các cái công suất của các nhà máy được tăng lên đáng kể và sản phẩm có khuynh hướng là dư thừa. Và sau một cái đợt tăng trưởng kinh tế, hồi phục kinh tế từ 2009 tới nay, tức là khoảng 10 năm, thì nền kinh tế bắt đầu là có những cái dấu hiệu ban đầu. Thì chúng tôi sẽ đi đến cái luận điểm thứ ba để chứng minh với anh chị em và các bạn là 2019-2020 sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Có thể Việt Nam là một trong những nước gọi là mở cửa bán phần và chưa hoàn toàn, do đó sức ảnh hưởng cũng sẽ không lớn. Tuy vậy thì chúng ta cũng cần phải đề phòng. Thì cái giá vàng thì theo cái dự báo trước đó thì chúng tôi khuyến nghị tiếp một lần nữa với anh chị em và các bạn là khi giá vàng hôm nay đã là 1.260, chúng ta đã mua vào ở cái vùng giá 1.230 thì nó đã tăng thêm được $30 rồi.
chúng ta sẽ tăng chờ tăng khoảng 70 đô la Mỹ, tức là lên tới 1.300, thì chúng ta có thể xem xét là chốt cái vàng miếng ra. Lý do là bởi vì khủng hoảng thừa thì giá vàng cũng sẽ vẫn chịu ảnh hưởng, bởi vì khi khủng hoảng thừa tiền là vua, còn tất cả các cái hàng hóa khác đều không đạt được giống như những cái cuộc khủng hoảng khác. Với những cái cuộc khủng hoảng khác thì giá vàng leo thang, có những thời điểm giá vàng có thể lên tới 2.500 đô la, tức là có một thời điểm là lên tới 2.300 đô la Mỹ một ounce. Nhưng mà năm nay thì chắc có lẽ sẽ vươn tới vùng 1.300 hoặc là 1.400 thì sẽ dừng lại. Cái luận điểm thứ ba mà chúng ta đang thấy đó là chúng ta coi các thị trường kinh tế phát triển là blue chip, thì chúng ta thấy rất rõ nét là mùa Noel này thì những cái cuộc họp khẩn cấp của chính quyền Mỹ trong cái 2 ngày gần đây thể hiện rằng là nền kinh tế Mỹ phải có vấn đề, thì các cái ông gọi là những ngân hàng lớn của Mỹ cộng với lại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và Bộ Tài chính Mỹ phải họp khẩn cấp trong buổi tối ngày hôm kia. Lý do là tại sao họ lại phải họp khẩn cấp? Bởi vì nếu như trong cái lập luận thông thường thì nền kinh tế nếu ổn và vẫn còn tăng trưởng tốt, dấu hiệu việc làm của Mỹ vẫn ổn, thì rõ ràng tất cả những cái tin đồn đoán trên báo và trên mạng họ sẽ lờ đi và không thèm giải thích. Tuy vậy, chỉ khi nào nền kinh tế thực sự có vấn đề thì các cái cuộc họp khẩn cấp mới được đưa ra. Và gần đây nhất thì sẽ đang có những cái vấn đề mà bắt đầu có dấu hiệu là những cuộc họp khẩn cấp để gọi là đối phó và phòng chống với khủng hoảng thì đã và đang diễn ra. Điểm thứ ba nữa là chính phủ Mỹ thì cũng có những cái vấn đề mà trong nội tại của nền kinh tế, đó là sao? Nó là xong cái giai đoạn tiền rẻ từ năm 2009, các gói hỗ trợ lãi suất QE1, QE2, QE3 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bơm vào năm 2009, 2010, 11, 12. Ba gói hỗ trợ này thì đã được rút đi, và kể từ đó đến bây giờ thì chúng ta đã có 7 lần tăng lãi suất của Fed, tức là giai đoạn tiền rẻ là không còn nữa. Thì chính phủ Mỹ, đặc biệt là Tổng thống Mỹ Donald Trump, thì có những cái gọi là phản bác, phản pháo, là đổ lỗi tất cả cái việc suy thoái kinh tế hoặc là bất ổn kinh tế đều do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Điều này chúng tôi không tán đồng với cái câu chuyện đổ lỗi như vậy. Lý do tại sao lại không tán đồng là bởi vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong 100 năm trở lại đây thì họ điều hành kinh tế và kinh tế vĩ mô hoàn toàn độc lập với chính phủ Mỹ, tức là ngân hàng trung ương Fed được gọi là ngân hàng trung ương của Mỹ. Họ khác hoàn toàn với các nước trên thế giới, họ điều hành độc lập và các chính sách của họ phục vụ cho cái chính sách chiến lược về kinh tế vĩ mô, không liên quan gì đến chính phủ. Nhưng trong giai đoạn 2017-2018, chính phủ Mỹ liên tục chỉ trích việc nâng lãi suất của Fed là gây ra những cái bất ổn kinh tế, nền kinh tế chưa đủ mạnh để Fed nâng lãi suất và chấm dứt cái thời kỳ tiền rẻ. Tuy vậy, phải quay lại vấn đề là trong những lúc khủng hoảng, vì có lãi suất cao nên Fed mới có cái công cụ gọi là điều hành kinh tế vĩ mô bằng việc hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế trong năm 2007, năm 2008, dẫn đến nền kinh tế Mỹ không bị gọi là sụp đổ trong cái giai đoạn khủng hoảng nhà đất trong giai đoạn đó. Và hơn thế nữa thì khi có khủng hoảng, họ đưa ra những cái công cụ hỗ trợ bằng việc là bơm những cái gói tiền tệ rất là lớn vào nền kinh tế, kéo theo các cái ngân hàng trung ương của châu Âu và các ngân hàng trung ương trên thế giới, họ đều bơm lãi suất để cứu nền kinh tế và kéo dài cái thời kỳ khủng hoảng của đại khủng hoảng năm 1929-1930, không nổ vào năm 2007, năm 2008 và kéo dài thêm được 10 năm, tức là đến năm 2019, năm 2020 theo dự báo chúng tôi. Thì cái nguy cơ của cái đợt khủng hoảng này nó còn liên quan đến cuộc khủng hoảng thừa lặp lại chu kỳ 90 năm tới 100 năm của toàn bộ hệ thống nền kinh tế, và nó bắt nguồn từ câu chuyện là đòi chia lại lợi ích của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là hai quốc gia lớn Trung Quốc và Mỹ. Trung Quốc đang có GDP chạm ngưỡng 60% GDP của Mỹ, và các cái vị thế của Trung Quốc đang đe dọa cái vị thế của Mỹ trên toàn cầu. Do đó, câu chuyện của khủng hoảng không bắt nguồn từ việc nền kinh tế yếu, mà nó bắt nguồn từ việc tranh giành cái lợi ích của các quốc gia lớn trên thế giới. Và việc này nó sẽ kéo lên cái việc leo thang, người Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra tại khu vực Biển Đông, và cộng với việc đó thì các cái tàu chiến của Mỹ sẽ tuần tiễu trên cái vùng mà Trung Quốc đang san lấp trên cái vùng biển của Việt Nam, đó là Hoàng Sa và Trường Sa. Thì cái câu chuyện này nó sẽ kéo dài thêm trong năm 2019, năm 2020 mà chúng tôi sẽ dự báo trước với anh chị em và các bạn như vậy. Và cái điểm mà khi mà chính phủ Mỹ phản pháo và bác bỏ, đổ lỗi toàn bộ cái việc mà gây mâu thuẫn trên thị trường tài chính, gây ra những cái sụp đổ ngắn hạn trong vòng 13 phiên trở lại đây, đưa thị trường tài chính Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm từ 26.000 điểm, hôm nay còn 22.000 điểm, như vậy tức là mất khoảng 4.000 điểm. Thì đổ lỗi cho Fed, chúng tôi không đồng tình quan điểm này, tức là Fed phải tăng giá, Fed phải tăng lãi suất, Fed phải làm những công cụ tài chính điều hành của họ bắt buộc như vậy, bởi vì họ làm như vậy thì sau này họ mới có những cái công cụ gọi là dư thừa các công cụ để hỗ trợ nền kinh tế sau này.
Thì điều này thì đó là ba cái luận điểm để chứng minh rằng là nền kinh tế của Việt Nam thì nó báo hiệu trước cho cái khủng hoảng, và các cái nền kinh tế khác trên thế giới thì họ đang bắt đầu thôi, mới chỉ bắt đầu thôi. Với thị trường Mỹ mà mới giảm từ 26.000 điểm về 22.000 điểm, tức là mất khoảng 4.000 điểm, thì nó chỉ là mới bắt đầu. Các cổ phiếu lớn trên thị trường, đặc biệt là ngành dầu khí, do tác động của giá dầu giảm sâu từ mức 75 đô la Mỹ một thùng mà giảm trong vòng 3 tháng còn 42 đô la Mỹ một thùng, thì anh chị và các bạn cảm giác là giá dầu đã giảm cực kỳ mạnh, tác động lên nền kinh tế, và nhiều công ty dầu lửa sẽ có nhiều nguy cơ sẽ phá sản trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó nữa thì một số công ty trong cái nhóm Big Four, tức là gồm có Amazon, Facebook, Apple và Google, thì bốn công ty này đã đi vào cái biểu đồ của cái đợt suy giảm, tức là đã đi vào cái chu kỳ xu hướng giảm dài hạn. Vì vậy chúng ta quan sát thêm về Amazon, Facebook, Google và Apple thì chúng ta sẽ biết được rằng là nền kinh tế Mỹ sẽ có vấn đề sâu hơn. Và như vậy là với cái việc mà nền kinh tế có những cái chuyển biến tiêu cực như vậy thì có hai điều anh chị phải làm. Thứ nhất đó là sau khi chúng ta chốt lời giá vàng, sau cái giai đoạn chúng tôi khuyến nghị anh chị em và các bạn mua vào vàng miếng để tích trữ trong giai đoạn mà chốt lời chứng khoán trước đó, thì điều tiếp theo chúng ta sẽ làm đó là nên nhớ rằng khủng hoảng kinh tế toàn cầu nếu thực sự đúng như những gì chúng tôi phân tích, tức là khủng hoảng thừa, thì tiền mặt sẽ là vua. Và câu chuyện hiện tại, nếu anh chị có trên 1 tỷ, hoàn toàn có thể ra ngân hàng để thỏa thuận lãi suất với cái chu kỳ dài hạn. Hiện tại VP Bank đã đưa mức lãi suất tiền gửi lên 9%, và anh chị hoàn toàn có thể thỏa thuận lãi suất bằng việc vẫn là 9% nhưng mà thêm một cái khoản gọi là tiền thưởng, thì có khả năng anh chị sẽ thỏa thuận lãi suất được khoảng trên dưới 10%. Cứ tạm thời là thỏa thuận lãi suất khoảng tầm từ 3 tới 6 tháng hoặc là 1 năm. Sau đó thì kinh tế đi vào sâu hơn thì cái việc mà lãi suất có thể sẽ tăng hơn, hoặc là cái khan hiếm về cái cung tiền của thị trường thì sẽ quay lại lặp lại cái chu kỳ trước đó của 2009-2010 là lãi suất có thời điểm lên tới 18%. Thì anh chị yên tâm là nếu có tiền mặt, anh chị hoàn toàn có thể không cần làm gì cả, chỉ cần gửi tiền vào ngân hàng. Trong giai đoạn đó thì tôi có thể nhắc lại anh chị là cái giai đoạn đó là chính là các ngân hàng đem gửi tiền gọi là đan chéo vào nhau, tức là ngân hàng này đem gửi ngân hàng khác, và dẫn tới cái vụ án Bầu Kiên và Huyền Như. Đó là cái câu chuyện đem tiền đi gửi các ngân hàng khác. Lý do là bởi vì làm ăn không thể làm ăn được cái việc gì khi mà lãi suất lên tới 18%, tức là lãi suất huy động lên tới 18%, còn thời điểm đó lãi suất cho vay lên tới 23%, không có doanh nghiệp nào có thể làm ăn được với cái việc điều kiện như vậy. Vì vậy khi có tiền mặt nắm giữ sau khi chốt lời vàng thì anh chị có thể là xoay sang thỏa thuận được lãi suất với mức lãi suất dài hạn, thì anh chị có thể yên tâm để làm cái công việc khác và chờ đợi cái đợt suy thoái của năm 2019, năm 2020 đi qua, thì chúng ta có thể rút tiền ra để làm việc khác. Và lưu ý rằng là nên tìm những ngân hàng có độ uy tín cao, bởi vì chúng ta đã thông qua cái luật cho phép phá sản các ngân hàng, và với cái việc phá sản ngân hàng thì chỉ đền bù tối đa 75 triệu cho cái bảo hiểm tiền gửi, nên anh chị cũng lưu tâm là hãy tìm những cái ngân hàng nào có cái độ uy tín cao trên thị trường, đặc biệt là được các tổ chức tín nhiệm thế giới đánh giá cao. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo. Nếu cảm thấy video này hữu ích với anh chị em và các bạn, vui lòng để lại like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật thêm những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.